Hello các bạn, dành cho những bạn nào muốn đầu tư vào Cần Giờ thì các bạn dựa vào cái yếu tố này để các bạn đưa ra được cái thời điểm để các bạn đầu tư, cũng đưa ra được cái biên lợi nhuận các bạn muốn đạt được, xem nó có phù hợp với thị trường bối cảnh này hay không. Đầu tiên chúng ta phải nhìn thị trường Cần Giờ là một thị trường rất hoang sơ, vẫn đâu đó là đầu cơ là chính. Còn chúng ta mà không hiểu được ra cái đó, chúng ta cứ mua vào ấy, chúng ta đánh vài ba năm nhưng nó chưa tăng giá là các bạn sẽ sốt ruột và các bạn sẽ không thể giữ được. Thứ hai nữa, cái dạng đất ở đây đa phần đều đất thổ cư, chứ nó lại không có đất dự án nhiều, chỉ có một chỗ ít dự án ở gần chỗ cảng mà đi sang bên đằng Vũng Tàu thôi, nó đang phân lô thì cũng chưa có người ở. Hoặc thứ hai là đất mặt đường các bạn nhé. Thế thì cái dấu hiệu nào để các bạn có thể tìm hiểu đầu tư ở thị trường Cần Giờ là tốt nhất? Thì các bạn biết rằng ở đấy cái trong số mà lợi nhuận tăng giá ở đấy hay là có sóng ở đấy, đó là dự án của Vin, tức là Vin Cần Giờ. Đấy, Vin Cần Giờ là mấy tỷ đô đấy, cộng với một cái cảng nữa là cái cảng vừa mới đang đề xuất, không biết có làm được không, là hơn 5 tỷ đô. Tuy nhiên chúng ta nhìn vào hiệu ứng ngón tay vàng trước, tức là đánh theo hiệu ứng của Vin trước ở Cần Giờ, thì các bạn chỉ cần quan sát trên cái báo cáo tài chính của Vin, nhìn vào cái mục xây dựng chi phí xây dựng dở dang, đấy là Vinhome Cần Giờ đấy, tức là báo cáo của VSM các bạn nhé, VSM hay VIC nhỉ, VSM thì phải đấy. Thì các bạn nhìn vào cái báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, và các bạn nhìn vào bảng vào cái báo cáo thường niên cũng được, nói chung là báo quý kỳ, thì các bạn sẽ nhìn được là cái mục chi phí xây dựng dở dang, ví dụ đầu kỳ, còn tức là đầu kỳ là đầu kỳ tháng 1 của năm 2024 cộng đến giữa kỳ là tức là tháng 6 năm 2024 và chuẩn bị đến cuối kỳ của năm 2024, các bạn nhìn vào chi phí xây dựng dở dang đấy, hình như nó hơn 11.000 tỷ thì phải. Thì cái chi phí đấy nó có biến động hay không? Ví dụ năm 24 này nó là 11.000, nhưng năm 25 này nó lại là lên tận là 17.000, 18.000 chẳng hạn. Tức là người ta đang có triển khai ở đó, ngoài đó. Thì các bạn nhìn vào cái chi phí đấy, các bạn sẽ biết rằng Vin họ đang đổ tiền vào đấy để triển khai thực địa ở cái chỗ dự án ngoài Vin Cần Giờ. Cộng với một điểm nữa là các bạn nên đi khảo sát ngoài thực địa. Ví dụ như hôm nay là mình có đi khảo sát, lúc sáng có tư vấn, lúc chiều có tư vấn xong cho học viên, thì lúc chiều đấy, lúc đầu giờ chiều mình có đi ra đây để mình khảo sát lần này. Thì cộng cả một là cái bằng mắt các bạn nhìn thấy, hai là cái con số liệu rằng các bạn biết rằng động thái của chủ đầu tư lớn họ đang làm, thì các bạn cộng hai cái yếu tố đó vào thì các bạn sẽ đưa ra được cái thời điểm để các bạn biết rằng là Vin đang làm mạnh ở đấy thì là thời điểm tốt để các bạn đầu tư vào Cần Giờ. Tất nhiên không phải là lúc nào khi mà chi phí xây dựng dở dang ở đấy nó gọi là tiến triển, tức là người ta đổ thêm tiền đấy, là các cái đội mà làm trong Vin sẽ biết đâu, không biết đâu nhá. Đôi khi người ta không để ý đâu, mà chỉ có công tác cái đội mà bên phòng kinh doanh của họ ấy thì lúc đấy họ mới đánh sóng các bạn ạ. Chứ còn cái đội mà bên công tác triển khai kỹ thuật thì nào họ không đánh sóng đâu. Nên các bạn nhìn vào các dấu hiệu đó thì các bạn sẽ đi trước đón đầu được. Và nếu mà các bạn có mua thì nên mua ở mặt đường, nên mua ở gần cái chỗ mà ven biển ấy, bởi vì Vin hình như đâu đó là họ lấn biển ra là 5 km. Đấy, 5 km ở ngoài biển đấy. Đấy, bơm cát vào đấy để làm ấy, thì các bạn có thể nhìn hai cái dấu hiệu đó thì 100% là các bạn sẽ xác định được cái thời điểm để các bạn đầu tư, thời điểm mà các bạn biết cái đội lái, đội đánh sóng nó ra làm gì nhé. Còn lại thời điểm này nếu các bạn đầu tư ngắn hạn, trung hạn trong vòng 2-3 năm thì mình nghĩ là chưa lên ra thị trường đó, bởi vì nó cũng khá là vất vả khi chúng ta đi giao thông ra đấy. Nhiều người bảo là sắp tới đây có cái con đường, có cái cây cầu chạy qua là cao tốc, biết con đường mà chạy qua cái gì nhỉ, qua bến Lức Long Thành thì nó xuyên qua đó, nó cũng chỉ là một dấu hiệu thôi, chứ các bạn nhìn ở Sài Gòn mà đi qua đằng huyện Nhà Bè ấy, ui rồi tát cả mồ hôi lâu lắm, đi ra thì nhanh nhưng về lần nào mình đi cũng phải hơn 1 tiếng đồng hồ đứng ở cái chỗ phà ấy, đứng ở chỗ phà Tân Thạnh, nói chung là con thua các bạn ạ nhé. Còn những người là đầu tư, nếu một người là giữ được tầm 8, 10 năm, 12 năm thì các bạn có thể có cửa vào đây được, thì lợi nhuận nó cũng khá đấy các bạn ạ, bởi vì là cái không gian, bối cảnh, môi trường ở đây đấy, ví dụ cái rừng nguyên sinh ở đây rất là tốt, rất là đẹp, nó giống như câu chuyện là Phú Quốc ở giai đoạn 2014-15 ấy, tức là nó vẫn hoang sơ hoang vắng như thế, thì phải có cú ích về hạ tầng, có cú ích về cái việc là hạ tầng thì lại phải sinh ra xem là ai được hưởng lợi với cái hạ tầng đấy, quốc gia hưởng lợi hay là tư nhân đang được hưởng lợi chính.
Nếu tư nhân hưởng lợi thì người ta sẽ đề xuất là xây công trình xây hạ tầng đổi lấy đất chẳng hạn, thì lúc đấy chúng ta đầu tư được. Còn nếu không thì chúng ta cứ túc tắc chúng ta làm thôi anh em nhé, nhớ là như vậy được chưa. Chúc các bạn đầu tư thành công, an toàn, hiệu quả, có lợi nhuận. Còn các bạn muốn mình xây dựng cho các bạn những cái kế hoạch, những cái chiến lược đầu tư thì các bạn đăng ký dịch vụ tư vấn trực tiếp 20 đến 30 triệu, số hotline là 0819514433. Còn những người nào muốn hỏi đáp thì các bạn vào group hỏi đáp về dự án năm 2025, và group về hỏi đáp về đất nền, đầu tư đất nền năm 2025 thì các bạn vào group đấy thì phí vào là 300k các bạn nhé. Ở trong phần link mô tả cũng có đấy. Chúc các bạn đầu tư thành công, nhớ là phải an toàn, hiệu quả và có lợi nhuận các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. À, đặc biệt nữa là phải an nhàn tự tại.